Tâm Anh xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị được mọi sự hanh thông để vượt qua đại dịch Covid-19 này. Thưa quý vị, Lầu Năm Góc đã dần sơ tán quân lên núi đề phòng kịch bản xấu nhất vì Covid-19. Lầu Năm Góc đã bắt đầu sơ tán một số đội nhân viên thiết yếu thuộc Bộ Tư lệnh phương Bắc đến các hầm trú ẩn nằm sâu trong lòng núi để đề phòng đại dịch Covid-19 diễn biến xấu nhất. Tướng không quân là ông Terence Sonesi, là người đứng đầu Bộ Tư lệnh phương Bắc của Mỹ, viết tắt là NORAD, cùng với Bộ Tư lệnh Phòng thủ không gian vũ trụ Bắc Mỹ, viết tắt là NORTHCOM, lực lượng chung của Mỹ và Canada, chuyên giám sát các bầu trời ở khu vực Bắc Mỹ trước những mối đe dọa từ trên không và tên lửa. Trả lời phỏng vấn báo chí qua Facebook hồi tuần trước, ông Sonesi tiết lộ một số đội giám sát của ông sẽ di dời hoạt động khỏi trung tâm chỉ huy bình thường của họ tại căn cứ không quân Peterson ở bang Colorado, Mỹ, để chuyển tới các bon kia ngầm được xây kiên cố ở trên núi. Một trong những cơ sở như vậy là tổ hợp hầm trú ẩn ở núi Cyan, gồm một đường hầm ẩn giấu dưới 610 mét đá granite và đóng kín sau các cửa chống nổ, được thiết kế để chống và chịu được một vụ nổ hạt nhân 30 megaton, tương đương với sức công phá của 30 triệu tấn thuốc nổ TNT. Các chuyên gia tận tâm của chúng tôi thuộc các đơn vị chỉ huy và giám sát NORAD cũng như là NORTHCOM đã rời nhà của họ, tạm biệt gia đình và cách ly với mọi người để đảm bảo có thể duy trì nhiệm vụ mỗi ngày để bảo vệ tổ quốc của chúng ta, ông Sonesi nói như vậy. Vị tư lệnh này còn cho biết thêm, đội ngũ nhân viên dưới quyền của ông sẽ dùng chung các hầm trú ẩn dưới lòng đất cùng nhiều thành viên khác thuộc quân đội của Mỹ, nhưng ông không được phép tiết lộ họ là ai. Một nhóm thuộc NORAD và NORTHCOM cũng được sơ tán tới một địa điểm mặt an toàn khác. Theo báo RT, các cơ sở trên núi Cyan là phần không thể thiếu trong kế hoạch ứng phó với viễn cảnh ngày tận thế của chính phủ Mỹ. Trong trường hợp có mối đe dọa hiện hữu đối với Mỹ, chẳng hạn như một cuộc tấn công hạt nhân sắp xảy ra, thì Tổng thống và các quan chức của ông, cũng như đội ngũ các lãnh đạo chính trị, quân sự và dân sự, sẽ ngay lập tức được sơ tán đến 4 cơ sở an toàn để điều hành đất nước từ sâu trong lòng đất. Các cơ sở này là núi Cyan, trung tâm điều hành khẩn cấp của Tổng thống thuộc Nhà Trắng, khu phức hợp Raven Rock và trung tâm điều hành khẩn cấp Mount Weather ở bang Pennsylvania. Dù dịch Covid-19 đang hoành hành chưa kích hoạt được việc di dời hàng loạt ra khỏi Washington, nhưng diễn biến của dịch Covid-19 rất phức tạp, đã được Bộ Quốc phòng Mỹ phải thực thi các bước cần thiết để đảm bảo họ vẫn sẵn sàng chiến đấu. Sau khi thừa nhận rằng khả năng sẵn sàng của quân đội có thể bị ảnh hưởng vì sự bùng phát của virus corona chủng mới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Mark Esper tuyên bố ngày 26 tháng 3 rằng Lầu Năm Góc sẽ ngừng cung bố các chi tiết chính xác về những trường hợp nhiễm Covid-19 trong hàng ngũ của họ để tránh tiết lộ những điểm yếu cho kẻ thù của Mỹ biết. Ngoài việc di dời hoạt động của một số lực lượng lên trên núi, thì Lầu Năm Góc cũng cử các kỹ sư thuộc quân đội tới New York để khảo sát những địa điểm xây dựng bệnh viện dã chiến khi số ca nhiễm Covid-19 ở bang này không ngừng gia tăng và hiện chiếm tới 1/3 trong tổng số 142.000 ca dương tính với mầm bệnh nguy hiểm trên toàn quốc Mỹ. Lực lượng lính dự bị cũng có thể được điều động hỗ trợ chính quyền các địa phương đối phó với dịch bệnh sau khi gần 10.000 lính vệ binh quốc gia đã tham gia quá trình đó. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Esper đã công bố luật sửa đổi, cung cấp ngân sách liên bang cho những bang muốn triển khai thêm những binh sĩ này. Ngoài ra, hai tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ cũng đã lên đường tới hỗ trợ điều trị bệnh nhân ở New York và Los Angeles giữa lúc dịch bùng phát mạnh. Tâm Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên Vietsky TV khắp Hoa Kỳ và Canada. Kính mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Vietsky TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn lạc quan, yêu đời và tràn đầy nhựa sống để vượt qua mùa dịch Covid-19 này. Xin trân trọng, kính chào.